Sau khi anh em mình đã trải nghiệm quả view triệu đô tại cột cờ Lũng Cú, thì anh em mình tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo, đó là điểm cực bắc của Việt Nam. Ở đây thì theo như giới thiệu thì anh em mình có thể nhìn được sang biên giới của Trung Quốc. Tuy nhiên là trên đường đi thì anh em mình có gặp một vài sự cố lạc đường cũng như là đường xấu và hiểm trở, ngăn cản. Thôi thì ở đây thì vạn sự tùy duyên, duyên nó đã không thuận thì anh em mình cũng không cố. Vì thế nên anh em không đến đó nữa mà chuyển hướng đi sang một địa điểm khác. Vòng lại, mép nó cũng chỉ vòng lại. Lô chảy, anh em mình đang vào làng lô chảy. Đây hôm tây đẹp nhờ. Không, nhưng mà ở đây thì tách biệt. À đây đi bộ à? Ừ. Cà phê mà có view ấy. Cà phê nhỉ? Đây phải cà phê không? Ra hỏi thôi. Có. Ơi, cà phê đây này. Đó. Đi tiếp. Ngày đang ở cuối rồi. Cuối chưa? Cuối rồi đấy. Cố vào rồi. Cố đi vào hết đường thì thôi. Đi bằng hết đường thì thôi mà. Hết rồi. Okay.